đến tất cả các anh em một chiếc đồng hồ rất là giá trị. Và đây là một trong những cái phiên bản đồng hồ sưu tầm mà em gửi đến tất cả các anh em. Một chiếc đồng hồ còn nguyên bốc và di nguyên bản anh em nhé. Chiếc đồng hồ với một cái thương hiệu đến từ nhà Lusenbikak, một trong những cái thương hiệu lâu đời và cổ điển của Thụy Sĩ. Và thương hiệu này ở bên nước ngoài được mệnh danh là thương hiệu tình yêu anh em ạ. Một trong những cái phiên bản đồng hồ mà được sản xuất rất là lâu đời. Và em xin tiến hành mở chiếc hộp này để cho gửi đến tất cả các anh em cùng xem bên trong nó gồm những cái sản phẩm và cùng những cái giấy tờ tang rất là đẹp và giá trị anh em ạ. Đây là một trong những cái chiếc đồng hồ mà cận Tết rồi anh em mua cho biếu tặng rất là hợp lý anh em nhé. Chiếc đồng hồ đến từ Thụy Sĩ mang thương hiệu Du Bông Tê. Và nó là một trong những cái thương hiệu con của cái thương hiệu Lusenbikak này. Và tuổi đời cũng rất là cao anh em ạ. Chiếc đồng hồ này là một trong những cái chiếc đồng hồ đồng xu với một cái tượng nữ thần tự do Liberty. Và tí nữa em sẽ quay cận cảnh và miêu tả chi tiết thông số kỹ thuật của chiếc đồng hồ bên đồng trong giá chiếc trị hộp này thì có một chiếc đồng hồ này và có một cái thẻ tác và có một cái tờ giấy sổ anh em ạ. Chiếc đồng hồ này thì được sản xuất vào những năm 1960 anh em nhá. Đến bây giờ gần như là một chiếc đồng hồ vừa mới xuất xưởng anh em ạ. Mới tinh và cũng là một chiếc đồng hồ em rất là khó khăn mới sưu tầm và gửi đến tất cả các anh em được. Và anh em nào mà đang muốn tìm một chiếc đồng hồ để cho biếu tặng nhân dịp Tết này thì hãy nhanh tay sở hữu. Và đây cũng là một chiếc đồng hồ mà rất gần như là hiếm trên thị trường Việt Nam mình. Và giá của nó ở bên nước ngoài không hề rẻ anh em nhé. Và chiếc đồng hồ đồng xu này thì là một chiếc đồng hồ với cái dáng tròn cổ điển và cũng là một trong những cái thiết kế bất hủ đeo lên tay rất là nhã nhặn và tinh tế. Anh em công sở đều có thể đeo được. Và anh em nào mà đang muốn tìm một chiếc đồng hồ đồng xu đeo Tết mang lại những cái sự tài lộc may mắn thì hãy đừng bỏ lỡ sản phẩm ngày hôm nay em giới thiệu. Đây cũng là một chiếc đồng hồ mà phải nói là cá nhân em đánh giá nó là một trong những cái chiếc đồng hồ mà độ mới gần như là một chiếc đồng hồ hàng lót. Và nó có giá trị thời gian cổ điển và nó có mang những cái nét đẹp riêng biệt mà những cái chiếc đồng hồ cổ vintage không có anh em ạ. Và em quay cận cảnh để tất cả các anh em cùng xem chiếc đồng hồ Du Bông Tê đến từ nhà Lusenbikak này. Và chiếc đồng hồ này thì có những cái thông số kỹ thuật cơ bản như sau. Đi sâu vào một cái dial nền mặt. Thứ nhất là một cái nền mặt vàng mỡ gà nhẹ với một cái hình Liberty, nữ thần tự do, được chuyện khắc rất là công phu và tinh xảo, đường nét phải nói là rất là đậm đà và nó rất là sắc nét anh em nhé. Các điểm nhấn là những cái cọc số với những cái hình bông hoa và nó có một cái thiết kế hai kim hoàng gia anh em ạ, kim tĩnh đấy anh em ạ. Và ở cọc số 6 giờ thì có chữ dòng chữ Streetmate, đây là một trong những cái phiên bản chính hãng đến từ Thụy Sĩ anh em ạ. Và một cái khung vỏ thì được bọc vàng nguyên con anh em nhé. Nó chạy với cơ chế cơ con lên dây và được sản xuất vào những năm 1960. Và chiếc đồng hồ này có một cái dial nền mặt tròn với một cái kích thước là size 33.5mm với một cái độ mỏng là 7.5mm anh em ạ. Rất là mỏng và cán trên cái nền tay. Và em tiến hành quay cận cảnh cái chiếc mặt của chiếc đồng hồ này với một cái nền mặt bà nữ thần tự do Liberty với những cái nét chuyện khắc cũng như là làm rất là sắc nét và tỉ mỉ anh em ạ. Một cái nền mặt zin nguyên bản và với một cái hình nó làm rất là công phu anh em nhá. Anh em cùng xem kỹ và cùng cảm nhận một chiếc đồng hồ hàng lót với một cái thiết kế phải nói là rất là tinh xảo, rất là đẹp và gần như là không có một cái nét thời gian. Chiếc đồng hồ này gần như là một chiếc đồng hồ xuất xưởng anh em nhé. 60 tuổi rồi mà nó còn zin nguyên bản như thế này, rất là giá trị và kiếm trên thị trường Việt Nam mình gần như là không có anh em ạ.
Anh em nhìn cái trục kim còn rất là mới anh em nhé. Và chiếc đồng hồ này với một cái khung vỏ được bọc vàng, nước vàng còn rất là đẹp. Với một cái núm zin, tổng thể chiếc đồng hồ này zin gần như là 100%. Anh em ạ, nguyên từ nước ngoài về và nhìn nó rất là đậm đà và đã mắt anh em nhé. Nước vàng và tất cả mọi góc cạnh còn sắc bén và gần như là chiếc đồng hồ này chưa được đeo anh em nhé, chưa được lên tay đấy, nó chỉ để trong hộp và trưng bày. Và anh em nhìn thấy sợi dây nguyên bản từ bên nước ngoài về còn còn mới cứng và còn gần như là chưa lên tay, bởi vì là nó còn mới tinh anh em ạ. Đấy, nước vàng, phải nói là chiếc đồng hồ này em cũng chưa lên tay và cũng chưa đeo anh em nhé, để đi ra ngoài mà diện kiến, nó chỉ để trong hộp và trưng bày. Phải nói là rất là giá trị cho một sản phẩm đồng hồ thích hợp cho anh em mua cho biếu tặng tại thời điểm bây giờ, cận Tết rồi, nên là anh em mua những cái sản phẩm này phải nói là để mua cho biếu tặng thì tặng biếu sếp những cái món quà như thế này rất là ý nghĩa và mang những cái tầm giá trị sưu tầm rất là cao. Và từng góc cạnh em quay đến tất cả các anh em từng cái nét đẹp riêng biệt cụ thể. Và đây cũng là một trong những cái chiếc đồng hồ rất là giá trị anh em nhá. Anh em mà đang cần tìm những cái chiếc đồng hồ mà nguyên zin nguyên bản mà còn đẹp như thế này, phải nói là rất là khó anh em nhá. Đồng hồ cổ mà còn mới mà kiếm được, mà sẵn sàng bỏ tiền ra mà để mua được những cái chiếc đồng hồ này, phải nói là rất là khó. Và nếu như là em bán chiếc đồng hồ này thì cũng sẽ không kiếm được chiếc đồng hồ thứ hai anh em ạ. Và em xin tiến hành lên tay để tất cả các anh em cùng xem một chiếc đồng hồ với một cái dáng thiết kế tròn, với một cái nền mặt đồng xu bà nữ thần Liberty như này, thì phải nói là rất là may mắn và tài nộ. Đeo chiếc đồng hồ này cán trên cái nền tay, phải nói là tuyệt vời anh em ạ. Quá là hiếm và quá là xuất sắc. Và chiếc đồng hồ này em đang giao lưu là 15.500.000 đồng anh em nhé.